Xin chào tất cả các bạn, tôi là Luận Gia Ven. Có hai câu hỏi mà rất nhiều các bạn hỏi về cái vấn đề xin visa gia đình. Đầu tiên là khi mà các bạn đi sang bên Nhật lao động với cái visa kỹ sư thì sau khoảng thời gian bao lâu thì được làm hồ sơ bảo lãnh người nhà, tức là vợ con. Và một câu hỏi nữa là sau khi kết hôn xong thì khoảng bao lâu thì có thể làm hồ sơ bảo lãnh vợ con sang bên này. Mà tôi cũng đã trả lời rất là nhiều, và có rất là nhiều bạn vẫn cứ hỏi lại cái câu hỏi này, thì hôm nay tôi làm một cái video ngắn này để trả lời hai cái câu hỏi trọng điểm này cho các bạn. Đầu tiên cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái kênh Luận Gia Ven, và tôi rất mong rằng các bạn tiếp tục đăng ký kênh và tiếp tục theo dõi những cái video chia sẻ về cuộc sống Nhật Bản của tôi ở trên YouTube và fanpage Luận Gia Ven. Câu hỏi đầu tiên là các bạn sang Nhật sau khoảng thời gian bao lâu thì các bạn Câu hỏi đầu tiên là các bạn sang Nhật dạng visa kỹ sư thì sau khoảng bao lâu thì các bạn có thể bảo lãnh vợ con ở bên Việt Nam sang đây, hoặc là các bạn kết hôn với thực tập sinh ở tại Nhật Bản và các bạn bảo lãnh. Thông thường thì các bạn sang Nhật sau 1 năm thì các bạn làm việc ở đây 1 năm, có thu nhập và đóng thuế, có chứng nhận đóng thuế ở ngoài Shia Cư Sổ thì các bạn có thể làm hồ sơ để bảo lãnh vợ con được. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn sang những cái công ty lớn, tức là những công ty mà có quy mô lớn khoảng độ vài trăm người và những công ty mà có mặt ở trên thị trường chứng khoán, thì những cái công ty đó là những công ty uy tín, cho nên là sau khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng là các bạn có thể làm hồ sơ bảo lãnh gia đình được ngay. Cũng có những trường hợp mà visa tài năng, các bạn là visa tài năng thì sau khoảng 3 tháng là các bạn có thể bảo lãnh được vợ con sang đây. Có những cái trường hợp mà quy mô không lớn như bạn của mình ấy, chẳng hạn anh ấy đi làm phiên dịch ở dưới Toyohashi, trong vòng 6 tháng thì anh ta đã bảo lãnh vợ và hai đứa con sang đây được. Tuy nhiên trong cái trường hợp này của anh ấy là anh ta là visa phiên dịch, tức là anh ta tiếng Nhật của anh ta rất là dành về cuộc sống ở Nhật Bản này rồi. Trước đây anh ta cũng 3 năm anh ta đi là thực tập sinh ở Nhật Bản, sau anh về nước anh ta sang lại với visa phiên dịch. Với thứ hai nữa là anh ta lại được công ty của anh ta viết cho một cái giấy cam kết bảo lãnh để cho anh ta bảo lãnh vợ con sang đây nữa. Thế cho nên là trong vòng 6 tháng là anh ta đã bảo lãnh liền một lúc cả gia đình 3 người sang đây được. Ok. Còn một cái điều nữa là cái vấn đề về tiền lương của các bạn. Nếu như mà các bạn lương cao thì cái thời gian khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng thì cũng các bạn cũng có thể làm hồ sơ bảo lãnh gia đình sang đây được. Lương cao tức là các bạn có khoảng độ tầm khoảng độ 25 man tiền lương cơ bản. Với những cái công ty mà quy mô lớn, ví dụ như Toyota, thì người ta trả lương cho kỹ sư ban đầu ấy là mức tầm khoảng 25 man là có. Đấy là bạn mình ở Toyota đã từng làm như vậy. Thì đối với những trường hợp lương cao, người ta sẽ xét là lương cao thì khả năng bảo lãnh người sang ổn định cuộc sống gia đình là rất là nhanh, cho nên là rất là dễ. Thứ hai là cái câu hỏi mà các bạn hỏi là sau khi mà kết hôn xong thì bao lâu mới được bảo lãnh. Thì kết hôn xong cái, khi mà các bạn đã có thủ tục, có giấy tờ đăng ký kết hôn thì các bạn hoàn toàn có thể làm ngay hồ sơ bảo lãnh vợ mình sang được. Bản thân như tôi đây, năm 2011 thì tôi cũng về Việt Nam, tôi kết hôn. Và sau khi ở Việt Nam một tuần thì sang bên này cái là tôi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ rồi. Sang bên này cái là tôi nộp hồ sơ trên Nagoya New Kang. Và trong vòng 1 tháng sau là tôi có kết quả, đúng 1 tháng sau ngày cưới là vợ tôi sang đây. Đó, đấy là những cái chia sẻ của tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu mà còn cái vấn đề gì nữa, các bạn hãy comment ở dưới cái video này, hoặc là nhắn tin trên cái fanpage Luận Gia Ven, hoặc là vào cái phần mô tả để nhập cái số điện thoại của tôi vào, từ đó sẽ liên hệ được với Zalo của tôi để hỏi trực tiếp. Thì một lần nữa mong rằng tất cả các bạn hãy chia sẻ những video này cho bạn bè mình, nếu mà các bạn bè mình đang ở Nhật Bản và cần thiết hãy đăng ký cái kênh YouTube Luận Gia Ven của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.